Nhận định, soi kèo Croatia với Cộng hòa Séc, 23 giờ ngày 18 tháng 6. Ngôi sao đáng chú ý nhất của Croatia vẫn là Luka Modric, người năm nay đã 34 tuổi. Với một đội hình già nưa như vậy, không ngạc nhiên khi Croatia tỏ ra hoàn toàn lép vế trước tuyển Anh trong ngày ra quân và chịu thất bại với tỷ số 0-1. Bên kia sân, niềm tin của các cổ động viên Cộng hòa Séc sẽ được đặt vào bộ đôi hiện đang chơi bóng ở Premier League trong màu áo của West Ham United, Thomas Schott và Vladimir Kapo. Ngoài ra, cầu thủ đã có cú đúp trong chiến thắng 2-0 trước Scotland là Sik cũng sẽ là cái tên đáng chú ý trong đội hình trẻ trung mà Séc mang tới kỳ Euro lần này. Tính cả hai trận giao hữu trước thềm giải đấu thì Croatia đã trải qua 3 trận liên tiếp không thắng, thua 2 hòa 1. Trong khi đó, Cộng hòa Séc thắng 2 trận liên tiếp vừa qua. Trong trận đối đầu gần nhất giữa hai đội tại Euro 2016 thì Cộng hòa Séc cũng đã bắt Croatia chia điểm với tỷ số 2-2. Do đó, sẽ không ngạc nhiên nếu Sik và các đồng đội giành được tối thiểu một điểm ở trận đấu hôm nay. Soi tỷ lệ kèo châu Á, Croatia không phải địa chỉ đầu tư đáng tin cậy khi chỉ thắng kèo được 1/9 trận gần nhất, thua 7 hòa 1. Ở cách tính tương tự, Cộng hòa Séc thắng 6/8 trận vừa qua. Trong lần gần nhất đụng độ giữa hai đội, Croatia còn chấp Cộng hòa Séc -1/2, nhưng hiện tại nhà cái đã giảm kèo xuống còn -1/4. Ngoài ra, những biến động trên sàn giao dịch còn đang đè mạnh tiền ăn của Cộng hòa Séc cho thấy dấu hiệu không an toàn dành cho cửa trên. Chọn Cộng hòa Séc, soi tỷ lệ kèo tài xỉu. Các trận đối đầu của Croatia và Cộng hòa Séc chưa bao giờ khan hiếm những bàn thắng. Họ đã mang đến cho các khán giả một trận cầu vô cùng hấp dẫn với 4 bàn thắng được ghi chia đều cho hai đội tại Euro 2016. Trước đó trong một trận giao hữu năm 2011 giữa hai đội cũng đã có tới 6 bàn thắng được ghi. Séc ở thời điểm hiện tại sở hữu lối đá tấn công đẹp mặt và sẽ không ngại để chơi đôi công với Croatia. Chọn tài G chơi bóng ở Premier League trong màu áo của West Ham United, Thomas Schott và Vladimir Kapo. Ngoài ra, cầu thủ đã có cú đúp trong chiến thắng 2-0 trước Scotland là Sik cũng sẽ là cái tên đáng chú ý trong đội hình trẻ trung mà Séc mang tới kỳ Euro lần này. Tính cả hai trận giao hữu trước thềm giải đấu thì Croatia đã trải qua 3 trận liên tiếp không thắng, thua 2 hòa 1. Trong khi đó, CH Séc thắng 2 trận liên tiếp vừa qua. Trong trận đối đầu gần nhất giữa hai đội tại Euro 2016 thì CH Séc cũng đã bắt Croatia chia điểm với tỷ số 2-2. Do đó, sẽ không ngạc nhiên nếu Sik và các đồng đội giành được tối thiểu một điểm ở trận đấu hôm nay. Soi tỷ lệ kèo châu Á, Croatia không phải địa chỉ đầu tư đáng tin cậy khi chỉ thắng kèo được 1/9 trận gần nhất, thua 7 hòa 1. Ở cách tính tương tự, CH Séc thắng 6/8 trận vừa qua. Trong lần gần nhất đụng độ giữa hai đội, Croatia còn chấp CH Séc -1/2, nhưng hiện tại nhà cái đã giảm kèo xuống còn -1/4. Ngoài ra, những biến động trên sàn giao dịch còn đang đè mạnh tiền ăn của CH Séc cho thấy dấu hiệu không an toàn dành cho cửa trên. Chọn CH Séc, soi tỷ lệ kèo tài xỉu. Các trận đối đầu của Croatia và CH Séc chưa bao giờ khan hiếm những bàn thắng. Họ đã mang đến cho các khán giả một trận cầu vô cùng hấp dẫn với 4 bàn thắng được ghi chia đều cho hai đội tại Euro 2016. Trước đó trong một trận giao hữu năm 2011 giữa hai đội cũng đã có tới 6 bàn thắng được ghi. Séc ở thời điểm hiện tại sở hữu lối đá tấn công đẹp mặt và sẽ không ngại để chơi đôi công với Croatia. Chọn tài